Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, các sở ngành địa phương, đơn vị đang tập trung triển khai khắc phục hậu quả mưa bão, song hành với nhiệm vụ phòng chống dịch, trong đó có công tác tổng dọn vệ sinh trên địa bàn thành phố. Hai ngày nay, dù trời mưa, nhưng chị công nhân này vẫn đi quét đường và thu gom rác trên tuyến đường Cách mạng tháng 8, quận Cẩm Lệ. Khác với ngày thường, lá cây đổ đầy vỉa hè, lòng đường lại ướt mưa nên rất khó thu dọn. Công nhân môi trường của chúng em là sau có mùa mưa bão là lòm rất là vất vả, cành cây đồ cát xuống rây rụng nhiều, mà lá cây dính dưới này đất rất là nặng nề, và công nhân tụi em phải cố gắng để quét cho sạch đường. Lá cây đổ nhiều, lượng rác trên đường phố và trong các khu dân cư tăng, việc thu gom trong điều kiện mưa gió nên khá vất vả. Những công nhân này đã cố gắng để rác không ứ động qua đêm, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định 5K. 5 giờ sáng em đi lồm vô dân đồ rớt rồi họ quét dọn, nói chung là nạn nước đồ nhiều rất đau gì, nói chung là nạn trong lượng nguyên căng bứt rớt, mình cũng cố gắng là gom sống sạch cho dân. Lượng rác tăng, trong khi đó hầu hết các tuyến đường bị rào chắn để phục vụ cho công tác phòng chống COVID-19, khiến cho công nhân thu gom rác phải đi đường vòng nên mỗi người phải tăng giờ làm mới chạy việc. Xí nghiệp đó là huy động đó là 120 con nhân trực tiếp để đi thu gom trên địa bàn thành phố. Thì so với trước bão thì khối lượng thì thu gom ngày 12 tháng 9 là tăng 17% so với ngày 12 tháng 9. Thì ngày hôm nay ngày 13 tháng 9 thì tiếp tục thu gom để dứt điểm cái lá cành cây trong dân mà đã cắt tỉa bỏ ra. Trong điều kiện như thế này thì khó khăn nhất trong thu gom là hiện nay là các khu dân cư hiện vẫn còn cái hàng rào phong tỏa, chỉ còn một điểm đi và một điểm về. Nên dẫn tới cái việc thu gom là nó cũng khó khăn vì đường nó xa và cái tiến độ thu gom thì nó không nhanh giống như cái lúc mà khi đường phố không phong tỏa. Công ty cổ phần môi trường đô thị cho biết đơn vị đã huy động tối đa các phương tiện và lực lượng công nhân phục vụ cho công tác dọn vệ sinh đường phố và thu gom rác thải sinh hoạt. Dù trời mưa, có thời điểm mưa rất lớn nhưng đơn vị vẫn tập trung cho công tác này nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão.